Xin chào các bạn, mình là Bùi Phương đến từ bùiphuong.net. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Insta Builder. Trước tiên để sử dụng thì bắt buộc các bạn là phải cài cái phần mềm này rồi, và để cài thì các bạn vào plugin add new. Sau khi các bạn cài xong thì các bạn sẽ thấy bên góc trái của mình sẽ có là Insta Builder như thế này. Các bạn sẽ nhấp vào. Thì sau khi nhấp vào xong thì giao diện nó sẽ xuất hiện như thế này. Và để bắt đầu tạo một trang mới thì các bạn sẽ vào là New Page. Ứng dụng của Insta Builder thì đơn giản, tiện lợi và dễ sử dụng. Trong phần Template 2 thì các bạn sẽ thấy rằng là có rất là nhiều mục, bao gồm là Show Page, Squeeze Page, Lab Page, Webinar hay là Coming Soon. Và tùy thuộc vào mục đích của mình thì các bạn sẽ chọn được một cái giao diện phù hợp nhất. Thường thì mình làm hai cái thôi, hoặc là Squeeze Page hoặc là Sell Page. Mình tạo thử Squeeze Page đi ha. Squeeze Page là gì? Là một cái nơi để một cái trang để mọi người bao gồm là call to action, lý do kêu gọi mọi người hành động, điền email vào. Thì đây là một trang ví dụ. Cái này thì mình làm trang tặng quà làm thế nào để gọi vốn 1 triệu đô. Đó, thì nó giao diện sau khi mình làm xong thì như thế này. Thì cái này làm khá là nhanh, chỉ mất tầm khoảng là 5 đến 10 phút. Và khi các bạn biết cách sử dụng thì các bạn làm cũng chỉ khoảng tầm nhanh hơn mình, tầm khoảng 3 phút là cùng. Đây, các bạn sẽ ở đây có rất là nhiều mẫu, bao gồm là hình ảnh, chữ và phần video. Thì tùy thuộc vào cái mục đích của mình sử dụng như thế nào, với lại mình thích cái màu nào nữa thì mình sẽ chọn được một cách phù hợp. Bây giờ để ví dụ thì mình chọn lại cái mẫu này. Rồi, một cô rất là xinh. Sau khi mà chọn thì các bạn thấy là xuất hiện y chang giống như cái mẫu mình chọn, mà không cần phải thêm thắt gì nữa. Công việc của mình đó là chỉ kéo, thả, xóa và chỉnh sửa. Ở đây thì có mục logo. Nếu các bạn muốn chèn logo, các bạn muốn sử dụng logo này thì các bạn sẽ vào đây. Quay trở lại nha, cái này, edit. Thì đây là mục email setting. Muốn upload lên thì các bạn sẽ upload email. Chọn một cái logo phù hợp cho mình. Mạng khá là chậm. Rồi các bạn sẽ chọn một cái hình ảnh mà mình muốn upload lên. Rồi các bạn sẽ sử dụng View is made. Rồi, thì sau khi các bạn upload xong, mình muốn phóng to, thu nhỏ hình, đó là tùy ý của mình. Đó, ví dụ các bạn nhấp vào đây, các bạn muốn canh trái, canh phải hay là canh giữa thì tất cả nó đều là hiệu chỉnh, nó khá là đơn giản. Và trong trường hợp các bạn thấy là cái này xấu quá, các bạn không thích sử dụng thì các bạn sẽ nhấp vào đây, đó là có cái thùng rác ở đây nè, các bạn sẽ nhấn là xóa. Ok rồi, trong phần này thì các bạn sẽ chỉnh sửa nội dung tùy theo ý mình mong muốn. Thì các bạn chỉnh sửa đây, ví dụ mình muốn làm một cái call to action, đó là cách mà tôi tạo ra sản phẩm thông tin. Copy cái này. Đó, cái này là bài viết của mình. Rồi, cái chỉnh sửa miễn phí. Miễn phí 100%. 100% ebook 2 chấm. Chỉnh sửa cái này. Đó, Ctrl Z lại, Ctrl V, Ctrl Z, quay rõ đi. Cách mà tôi
Đó. Hoặc là một cái thu hút hơn đó là 7 bước viết ebook từ đây. Rồi. Đó, ở trong phần này thì các bạn sẽ điền ví dụ như là điền thông tin email, thông tin hoàn tất thông tin dưới đây, hoặc là điền thì tùy các bạn điền thông tin email để nhận được ebook. Rồi, ok. Ở đây thì sẽ có phần là điền email. Rồi sau đó sẽ là download ebook. Rồi ok. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái công cụ của bên tay trái bên đây. Và một số công cụ cơ bản. Thì đây là tạo cái đoạn trắng. Đó, các bạn thấy. Thì cái đơn giản nhất và dễ nhất đó là các bạn sẽ thử. Ví dụ như là ở bên này là cái gì? Mình kéo qua bên này xem là cái gì. Không thích thì mình lại xóa. Cái này thì chỉ có thể kéo dưới này. Đây. Mình không thích mình nhấp vào. Không thích xóa mình xóa đi. Ok. Bây giờ ở đây các bạn sẽ chèn một cái đoạn chữ viết. Đó, các bạn gõ vào. Hello. Đó, thì đây là chèn chữ viết. Khi mà các bạn không thích nữa thì các bạn sẽ xóa nó đi. Ok. Tương tự, đây có thể là hình. Đây. Đây up lên một đoạn hình ảnh. Bây giờ các bạn muốn ở đây. Cái hình ảnh. Rồi. Các bạn sẽ nhấp vào Edit Action Upload Image. Chọn một cái hình ảnh nào đẹp mắt rồi 7 bước đây 7 bước viết ebook tuyệt đỉnh nhất vào phần view email đó thì các bạn thấy nó là xuất hiện đúng không mình thu nhỏ hay phóng to tùy ý của mình kéo nó xuống rộng ra đó thì cái việc mà thiết kế như thế nào nó tùy thuộc vào cái mắt thẩm mỹ của từng người cho nên là đẹp hay xấu thì tùy các bạn ở đây là phần video thì các bạn có thể để một cái video vào đây tôi sẽ đây là video rồi nhấp vào đây các bạn sẽ để URL vào đây của YouTube hiểu các bạn lên YouTube rồi mình đây là bài phát biểu của Steve Jobs và nhấp vào các bạn sẽ lấy cái link này đó mình sẽ để vào đây autoplay autoplay đó là cái việc mà khi mà nó xuất hiện một cái thì các bạn cho nó chạy hay là khách hàng bấm vào thì mới chạy thì các bạn để tùy tùy mình thôi đây rồi sau đó tìm nó ngồi qua phần hiển thị review á, thì nó sẽ bắt đầu chạy để mình không to khi nhỏ tùy của mình đó nhỏ lại đây rồi bây giờ mình muốn xóa cái này đi ok xóa đi tiếp theo đây là phần countdown đó chỉ còn mấy ngày không giờ không phút không second rồi xóa đi rất là đơn giản tức là nhiệm vụ của các bạn đó là những cái mục ở bên này các bạn sẽ chuyển qua bên này xem nó là gì và sau đó là nó có phù hợp với cái mục đích của mình hay không giống như ở đây là một cái đoạn mã code nè các bạn để vào đây và các bạn dán cái đoạn HTML vô đây thì nó sẽ ra cái mà mình mong muốn cái đoạn này thì các bạn có thể sử dụng như là để gắn vào của cái clipboard. Ok, thì mình đã hướng dẫn xong cái phần sử dụng cột bên này. Còn một cái nữa là combo element, tức là những cái ví dụ như tag cộng với email. Các bạn kéo qua bên đây, đó, thì một bên là tag, một bên là email, upload email kết hợp với tag. Thì đây là những cái combo, các bạn có thể sử dụng basic là những cái mà từng cái, hoặc là có thể sử dụng một cái combo. Mình không thích thì mình đã tiếp tục là xóa nó. Xóa, ok.
Ok, đó. Bây giờ tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là các cell ở đây. Trong cái phần cài đặt setting này thì các bạn sẽ đặt base setting, bạn gõ vào base info and cell title thì các bạn gõ vào ví dụ như là 7 bước viết ebook cần thiết. Meta description thì các bạn sẽ mô tả trong phần đây, mô tả đây keyword thì các bạn có keyword vào viết ebook, hoặc là các bước viết ebook. Rồi sau khi xong thì các bạn sẽ hiển thị vào đây. Sau khi sale xong rồi thì các bạn sẽ tiến hành một cái là thường thì các bạn thấy rằng là khi mà những cái trang web á, đa phần là để mình thử ví dụ cho các bạn một cái là các bạn thấy là khi mà người ta vào một cái trang web nào đó, giả sử các bạn vào trang web này đi, thì khi mà các bạn thoát ra, các bạn ấn nút tắt thì nó sẽ có một cái phần hiển thị ra là dừng, có một hiển thị ở đây đó là dừng lại đây, hãy đợi nhận quà từ tôi, hay là sẽ có một món quà đặc biệt dành cho bạn. Thì ở trong Insta Builder các bạn sẽ làm được hết. Các bạn sẽ nhấp vào phần edit ở đây, phần setting, vào phần edit plus. Trong phần này các bạn sẽ hiển thị đừng đi, tôi có món quà dành cho bạn, tôi có dành cho bạn. Đó, đừng đi, tôi có món quà dành cho bạn. Rồi các bạn sẽ ấn cái đến cái URL ở đây, điều hướng mà các bạn muốn khách hàng của mình sẽ ở lại. Ví dụ các bạn sẽ để lại cái này. Đó. Quy trình là gì? Quy trình là giả sử khi người ta vào cái Squeeze này của bạn, người ta nhìn thấy là miễn phí ebook này, người ta cảm thấy là không thích, người ta không muốn điền email, sau đó người ta ấn thoát. Và khi người ta ấn thoát xong một cái thì sẽ có một cái khung như thế này hiển thị lại, đó là đừng đi, tôi có món quà dành cho bạn. Và sau khi người ta nhấp ở lại thì người ta sẽ ra được cái trang mà bạn muốn người ta tới. Đó, sau khi xong thì mình sẽ ấn qua cái này. Đó là một điều rất là đặc biệt, rất là tuyệt vời của Insta Builder. Còn một phần nữa đó là phần Trend Formatting. Tức là ví dụ như cái này của mình, sau khi mình làm xong thì mình sẽ để là buifong.net/startup. Đó, tức là các bạn sẽ đổi cái này nè. Đây. Thì các bạn sẽ nhấp vào ở thanh trên đầu, đó là có phần Trend Formatting. Các bạn nhấp vào Edit Formatting. Rồi trong phần này thì ví dụ như là buifong.net/blog, các bạn muốn là demo, các bạn lưu là demo. Ok, success nè, các bạn thấy không, chúc mừng bạn thành công. Rồi ok, close, các bạn sẽ đóng lại. Phần tiếp theo nữa đó là phần sau khi các bạn làm xong thì sẽ có một phần cái công đoạn cuối cùng, đây là các bạn save lại, cần bật public. Rồi bây giờ mình test thử ra mình ra đây, mình gọi là Bùi Phương. Rồi đẹp đúng không ạ? Thì khi mà các bạn làm xong thì nó sẽ xuất hiện như thế này. Đây là cái link mà các bạn muốn người khác tới nè. Giả sử như mình chuyển qua Ctrl Shift N qua giao diện mới. Ctrl V. Đây. Khi khách hàng vào đường link của bạn thì người ta sẽ thấy được điều này. Giả sử trong trường hợp người ta không muốn điền email, người ta không thích, người ta sẽ thoát ra. Đừng đi, tôi có món quà dành cho bạn. Đó. Hãy ở lại. Đây là rồi nè, đây là ở lại. Khi người ta ở lại thì đây là cái trang web mà hồi nãy bạn muốn người ta vào. Đây là trang web mà bạn muốn người ta vào. Thì cái việc mà sử dụng Insta Builder khá là đơn giản. Công việc của bạn đó là test thử, xóa và chỉnh, chứ không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Có một điều nữa đó là phần
Điều cuối cùng là các bạn chèn cái này opt-in với lại cái hệ thống email của bạn. Đối với mình thì mình xài Sendy. Các bạn sẽ lấy là các bạn sẽ tạo ra một cái tài khoản. Cái này của mình là có 110 người opt-in. Đơn giản đó là các bạn sẽ là subscribe form nè. Đó, sau đó các bạn sẽ lấy cái phần này là cái phần đoạn code này. Các bạn sẽ dán ở trong cái mục này. Đây, opt-in form HTML code. Các bạn sẽ dán cái đoạn code đó vào đây. Thì khi mà các bạn dán xong á, đó là khách hàng opt-in ở email này thì mọi cái thông tin nó sẽ chuyển về cái quản lý hệ thống email của bạn. Còn đối với trường hợp các bạn nào sử dụng cái Redbone á thì các bạn sẽ thì mình ví dụ cái Redbone đi ha. Thì tương tự các bạn cũng sẽ tìm cái đoạn code ở trong cái Redbone. Các bạn sẽ gắn vào đây, hoặc là các bạn có hai cách. Một là các bạn sẽ gắn vào đây, hai đó là các bạn sẽ vào phần basic element HTML, các bạn để vào đây. Rồi sau đó các bạn bát cái đoạn mà HTML vô đây thì nó sẽ hiển thị các bạn bát cái đoạn vô đây thì nó sẽ hiển thị phần opt-in ở bên này, và mọi cái thông tin, mọi cái opt-in của khách hàng, mọi cái thông tin của khách hàng sẽ được gửi về cái phần quản trị email của các bạn. Thì phần hướng dẫn sử dụng InstaBuilder của mình tới đây là hết. Thì mình tổng hợp lại đó là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần cột bên trái như cái ứng dụng cơ bản của InstaBuilder, các bạn sell nó như thế nào, và sử dụng exit, thường gọi là exit pop-up á, đừng đi hay ở lại đây. Và một cái nữa là transform link, cách đổi link như thế nào theo ý của mình đó, và xuất bản cũng như là share link cho mọi người cùng biết. Thì cái việc sử dụng InstaBuilder rất là đơn giản, và nếu như có sự thắc mắc nào hoặc là có điều gì chưa hiểu, các bạn có thể gửi về mail cho mình với địa chỉ mail đó là info@buiphuong.net, hoặc có thể truy cập website của mình và để lại thông tin. Thì có gì mình sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất. Website của mình đó là buiphuong.net. Rồi các bạn sẽ vào phần kết nối. Các bạn hãy gửi email cho mình đó, để lại những cái thông tin cũng như là những cái thắc mắc của bạn, và mình sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Hy vọng là hướng dẫn vừa rồi có thể giúp bạn được phần nào. Và chúc các bạn có được một cái trang sale bay hoàn chỉnh. Xin chào và hẹn gặp lại.